Nghĩa Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nghĩa Audio. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn cái dòng đẩy hàng bãi CA9. Một dòng đẩy dùng gia đình rất tốt. Con này là CA9 hàng bãi em nhé. Vừa về số lượng được vài chục con. Thì cái con này thì nó là hàng bãi xịn anh em nhé. Hình thức thì còn rất đẹp. Đây con CA9 này. Đấy. Con này là của hãng MC Show. Gọi là MC Show đấy. Hai kênh. Đấy, cho các bác xem một cái con này nó bày ở đây. Đây bãi MC Show anh em nhá. CA9. Thương hiệu nổi tiếng nội địa Trung Quốc em nhá. MC Show. CA9 này. Con này tổng sò của nó là 20 sò. Trong đấy thì nó sẽ có 4 con bù áp rất to luôn. Thì nó sẽ chạy 16 trò chạy chính. Mặt trước thì nó giống như các con đề bình thường khác, nên nó sẽ có hai bên cửa sổ để làm nhiệm vụ là hút gió vào để tản nhiệt cho mạch công suất khi làm việc. Đấy, một công tắc nguồn dạng rất to. Hầm hố này. Và có một cái đèn báo khi mà các bác đánh dồn kênh thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Có đánh dồn kênh thì cái đèn này nó sẽ sáng này. Đèn là Bridger. Hay là dồn đánh ở chế độ Palare. Thì nó sẽ sáng. Ở đây nó ghi là khi mà dồn kênh. Dồn kênh thì nó sẽ sáng màu đỏ. Đấy là Red Bridger. Còn Green là màu xanh. Khi các bác đánh ở chế độ Palare nó sẽ hiển thị màu xanh. Ở cái đèn LED này. Đấy, và hai cái chỉnh kênh. Hai bên. Đây là kênh A, nút volume chỉnh kênh, kênh A và kênh B. Có các cái đèn báo như là đèn clip, đèn signal, đèn protect activer. Đấy. Clip là đèn báo quá tải, đấy, chập tải. Còn signal là đèn báo tín hiệu protect. Đấy. Và activer là chế độ sẵn sàng hoạt động. Và cái tên mã CA9. Đấy. Đấy là bên ngoài. Về mặt sau của nó thì em sẽ xoay cho các bác xem về cái phần mặt sau của con này. Đây là mặt sau. Đây là mặt sau của con đẩy CA9 này. Đấy, còn rất đẹp nhé. Hàng bãi còn rất đẹp anh em nhé. Con này thì nó có hai cái cổng vào, một cái input và một cái line để sang con đẩy khác. Đó, cả hai cái này có cắm đường nào cũng được nhé, một dạng canông cái, một dạng canông đực, cắm đường nào cũng được. Và nó sẽ có cái cần gạt ở đây, gồm có ba chế độ đánh là stereo, parallel, bridger và đây là gạt tiếp mát. Đấy, có cả thông số kỹ thuật, số seri, xịn nó có đầy đủ hết. Đây là cái cầu loa dạng neutral này. Đấy, cầu A, cầu B. Đây là cầu dạng đỏ vặn xoáy này. Đây là dây nguồn. Đây này liền dây nguồn luôn anh em nhé. Rất sẽ được chắc luôn. Đấy. Đây là cái cầu chì. Và hai quạt hút gió này. Hai quạt tản nhiệt làm mát này. Rồi, ok, em sẽ cho các bác xem ở bên trong. Em sẽ tháo sẵn con này rồi. Thì cực kỳ sạch đẹp anh em nhé. Đây là nhìn từ phía sau của con đẩy. Đấy, các bác nhìn này, rất sạch đẹp luôn. Đấy. Đây là bốn con tụ này, bốn con tụ to nhá. Đấy, tụ lồng nguồn. Đây là cái nguồn này, nguồn là nguồn đồng anh em mà. Đấy, đây là cái miếng lót để chống nhiễu từ. LX400. Đấy, các đầu ra của điện áp này. Đây là vỉ công suất này. Đấy. Con này thì chạy sò NJW kép anh em nhé. NJW kép 0281G. Đấy. Và nó chạy với lại 03 0302G là một cặp sò.
đánh ra nó chất này, tiếng chất là chất luôn. Và có các cái dơ le chống bảo vệ rất tốt này. Dơ le này là của hãng Song Lê. Đấy, rất nhiều linh kiện nhỏ. Đây. Và con này cũng có cái những mũ áp ở trên cái miếng nhôm xanh này anh em nhé. Đây để em xoay lại cho các bác nhìn rõ. Bên này sẽ xây được những bù áp này. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, nó được dính những cái mảng nhôm màu xanh nhá. Màu xanh rất đẹp. Đấy, các bạn nhìn trên sò xem, rất sáng bóng luôn. Đấy, lô đẩy của nó là rất đẹp anh em nhé. Nguồn được bọc quanh một cái khung này là khung để giảm nhiễu cho cái cuộn biến áp này. Đấy. Đây là cái nội thất bên trong của nó nha anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ đánh thử cho cái con đẩy này CA9 này. Bây giờ mình sẽ đánh hai cặp loa là một cặp B3 bát 30 và một cặp CAF bát 25 ở trên đấy. Và em đang ghép một con Chipad TP980M màu đen đấy các bác nhé. Và thử hát bằng cái mic BES. BES là cái mic ở trên cùng này. Đây, cho các bác xem. Đây là con đẩy CA9 này. Đánh vào con vang này. Và cái mic BES này. BES audio này. Đó. Ok, nó sẽ mở cho các bác xem. Vang này thì nó có điều khiển anh em nhé. Điều khiển từ xa luôn. Mình sẽ điều khiển nó. Hôm nay là nó có cái tính năng nhận khiển nên là mình sẽ cài được vào cái khiển này, mình có thể điều khiển từ xa được. Lên 1 2 lên 5 6 7 này chưa đấu súp anh em nhé. Súp chưa đấu gì cả. Đấy. Lên 1 2 lên bài karaoke này. Lâm chuyển chế độ 1 hát này. Linh linh 5 6 7 1 1 2 2. Linh 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 1 1 2 2. Đêm đi trên sông Trường Sa, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông sông dài, thuyền hoa sắc, bao cô nàng đẹp cười tươi thắm. Thuyền em trôi vào ánh sáng,
ánh sáng hồng đôi những đèn hoa với màu bầu xanh ngát hồn ta tuyển em trôi vào đêm vui. Ơi hò hoan đời hò hoan tiếng hát em vang cả dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mơ về bên mới bên yên lành cho những chèo vui bên thanh tịnh trong mái thành thơi huyền hoa ơi về đây thôi làng quê ta hôm nay vui quá bước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng nghe cười tươi thắm chờ quê xưa thành phố mới dương em về có nước mừng vui thương em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Tranh nghèo ấm bên tình thương
ơi, tiếng vọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mai tranh im lìm nhìn thằng trẻ nay đang buồn tiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không xóa nhòa tháng năm đêm đêm sống bên mẹ hiền. Chuyển sang cái chế độ à, số 3 là echo, chế độ echo các bạn nhé. Ali, 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 5, 6, đi, vàng này hát rất là tuyệt vời em nhé. Một trong những dòng vàng chi phát có hồng quang cao cấp. Lên, 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 lên. Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi tranh biệt, chỉ đi đường lối mòn hàng trẻ xưa nay đã già buồn. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ xa nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ chắc tháng dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ thường đêm. Những khi gió lạnh bên nhà cháy nghèo ấm mềm, tiếng bóng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ con đời con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, đi tìm mẹ ở đâu? Hỏi từng xong cái chất âm của con đẩy CA9 anh em nhé, hàng bãi của hãng MC Show. Thì anh em nào có nhu cầu về con đẩy này thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Radio qua số điện thoại là 0934573743. Thì con đẩy này thì nó chạy 16 trò chạy chính qua chở anh em nhé, gồm có như này, anh em đếm sò là có 4 con chở sứ này, 44, 16, 16 sò, và những cái con chở này là con bù áp. Đấy, tất cả sò của nó là 20 sò cả bù áp nhé. Và anh em nào có nhu cầu về vang số, cục đẩy, bãi, loa bãi thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Radio có số điện thoại 0934573743. Lô này thì hàng rất là sạch đẹp anh em nhé. Hàng rất sạch đẹp. Vì mình mua đẩy bãi thì cố gắng chọn những cái con đẩy mà nó sạch đẹp, vì cái thời gian sử dụng trước của nó là rất ngắn, cho nên là cái xác suất hỏng của nó thì rất ít anh em nhé.
Đấy, hàng cực đẹp. Và cái giá của con đẩy này là em đang bán là giá 3,8 triệu. 3,8 triệu tại cửa hàng Audio. Và em sẽ bao ship cho khách hàng chuyển khoản 100%. Và nếu anh em nào qua hình thức cái bưu điện thì đặt cọc. Đấy, đặt cọc và bên em sẽ không bao phí ship cho các bác mà đặt cọc. Em sẽ bao phí ship cho bác nào chuyển khoản 100% tiền. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những clip lần sau.